Chị hai, sao tôi nhờ sáng kêu tôi dậy mà không kêu? Ai nói mày tao không kêu? Mày coi lại trước của phòng mày đi. Thiệt á. Nè, dậy ăn đi. Cháo thịt mầm tôi mới nấu đó. Trời ơi, mày nấu cái gì mà ngọt liệm vậy? Gì? Tôi nêm bằng muối không mà. Mày nêm mà cái hũ có dán chữ muối trên kệ á hả? Ừ. Trời, đó là hũ đường mà. Trời, bà bị gì vậy? Hũ đường tự nhiên dán chữ muối lên làm chi? Tôi dán vậy để lừa mấy con kiến á. Trời ghê. Ủa mày làm cái gì vậy? Cái quạt nó bị hư, bật hoài không lên. Cúp điện sáng giờ mà. Cái gì? Cúp điện sáng giờ. Ơ, à, có điện rồi kìa. Rồi vô. Mày làm cái gì vậy? Quạt nó bị hư,